gia tốc của khối động cơ này thì nó lại cho bất kỳ ai ngồi ở vị trí nào trên xe cũng sẽ cảm giác bị hự một cái, dính lưng luôn. Xin chào các bạn, hôm nay thì vừa mới có dịp được ngắm chiếc MG63 AMG. Đây là phiên bản được sản xuất năm 2020. Liệu rằng 2020 rồi G63 có cái gì nổi bật không các bạn nhỉ? Hiện tại thì bên ngoài này các bạn đang thấy là chiếc xe được sở hữu một cái nước sơn đen mờ, nhìn rất là chất và hấp dẫn. Phía sau chúng ta vẫn là những cái chi tiết rất là quen thuộc thôi, ví dụ như kiểu phần bánh lốp ở đây, dự phòng. Rồi chữ G63 và đặc biệt ấy là cái tiếng đóng cửa của phần cốp xe nó vẫn thế các bạn ạ. Đấy, các bạn nghe không? Xoạch một phát. Nếu mà để nói ai mà cần một cái phần cốp đóng mở điện thì tôi nghĩ rằng các bạn không nên sở hữu G63. Bởi vì MG nó là một cái gì đấy rất là đặc biệt. Chúng ta không thể đòi hỏi những chiếc MG có cửa đóng cửa hít được. MG đóng cửa nó phải sầm sập như thế. Các cái phần kim loại nó ngoắc, nó cọ, nó chạm, nó đập vào nhau ấy, nó tạo ra một cái chất rất là riêng của MG. Và còn nữa, một cái thứ âm thanh nữa chuẩn của MG đó chính là hệ thống ống xả. Ngay bây giờ thì tôi sẽ cùng với quý vị các bạn cùng nghe tiếng ống xả của MG nhé. Nếu như những cái xe thể thao ấy, đạp ga ấy, ống xả nó bùm bùm bùm, thì với MG ấy nó không thế, nó bop 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 bop, nó ra cái chất uy lực. Một mẫu xe được trang bị cái khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất là 577 mã lực. Mô men xoắn cực đại của MG thì các bạn Google trên mạng nhá, cái này tôi không chia sẻ nữa bởi vì là những cái khối động cơ của MG thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn được là trang bị khối động cơ V8 4.0 như vậy. Chúng ta có một cái chiếc xe mang đậm chất địa hình của nhà Mercedes-Benz ở đây. MG xưa nay thì nó vẫn là những đường nét rất là classic rồi. Chỉ có những cái chi tiết được thay đổi để nó hợp thời, nó hiện đại hơn. Ví dụ như là cái phần đèn pha LED ở đây. Và đương nhiên là với cái hệ thống đèn pha LED này thì chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn pha LED thông minh. Có một cái điểm mà có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ở bên phần ngoại thất của chiếc MG này, đó chính là cái bộ la răng. Bộ la răng này là bộ la răng để tôi xem nào, cả thông số lốp luôn các bạn nhé. Đây sẽ là bộ la răng 20 inch đi cùng với cái lốp với thông số là 275/50 ở lốp trước. Phía sau cũng là 275/50. Đây là cái bộ la răng mới nằm trong gói AMG Line của nhà Mẹc. Mẹc bây giờ thì có chia ra những cái gói khác nhau. Ví dụ như là AMG Line thì hướng thể thao này, Exclusive Line là theo cái hướng sang trọng, trải nghiệm cái sự mềm mại, mượt mà, uyển chuyển. Nhưng mà MG tôi nghĩ là nên sử dụng cái AMG Line này. Và nếu như các bạn là một người thích cái trải nghiệm cảm giác địa hình hơn là những cái option theo kiểu sang trọng đẳng cấp thì các bạn hãy chọn cho mình một chiếc MG cách đây khoảng tầm 10-15 năm để trải nghiệm. Bởi vì cái thời đó MG nó thuần cơ khí. Những cái sự trải nghiệm của chúng ta nó đi theo cái thiên hướng kịch kịch cạch cạch, sử dụng cầu, sử dụng số. Đấy. Còn với MG bây giờ ấy, ngoài cái việc đi off-road, ngoài cái việc hầm hố sang trọng, ngoài cái việc hầm hố thì chúng ta còn cả những chi tiết rất là sang trọng nữa. Và bây giờ thì có lẽ chúng tôi sẽ cùng quý vị các bạn bước vào cái khoang nội thất của chiếc MG. Chúng ta đó đang thấy là chủ xe. Đấy, các bạn có thể thấy là anh Johnny Tế Nguyễn ở bên kênh Johnny Supercar. Anh em nào mà thích xem siêu xe thì cứ sang Johnny Supercar để chúng ta cùng ngắm những chiếc siêu xe ở bên kênh bên đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào để nhìn xem là MG 2020 có những gì. Cái điểm đặc biệt đầu tiên ấy thì có lẽ các bạn sẽ phải thấy rằng là chúng ta có cái hệ thống ghế ngồi và bảng táp lô được bọc hai loại màu da, là màu da đen kết hợp với màu da đỏ. Và da ở trong xe này thì là da Napa cao cấp rồi, màu rất đẹp,
sờ rất sướng, chạm rất feel. Ở đây cái chạm feel không phải là chạm vào ghế da các bạn ạ, mà là chạm vào đây là chạm vào cái gì? Chạm vào đây là chúng ta chạm vào cái phần vô lăng này này, da lộn Alcantara kết hợp với cả carbon ở đây. Và ở chính giữa vô lăng AMG thể thao thì không thể nào thiếu được cái vạch đỏ này. Có rất nhiều hãng xe, có rất nhiều lời giải thích để dành cho cái việc mà có một cái vạch đỏ chia như thế này ở trên vô lăng của những mẫu xe thể thao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong một chương trình phân tích về những mẫu xe thể thao. Còn bây giờ chúng ta cứ hiểu nhanh, đây là để khi chúng ta đánh lái, những mẫu xe thể thao đánh lái ấy, chúng ta đánh lái này, chúng ta trả lái, chúng ta biết khi nào nó thẳng. Những mẫu xe thể thao chạy trên đường đua không bao giờ có chuyện đánh lái như thế này đâu ạ. Chúng ta sẽ chỉ sang hai bên như thế này thôi. Đấy, tốc độ cao mà. Đây cũng là một trong những cái thiết kế vô lăng rất là ấn tượng của Merc. Mà ở thị trường Việt Nam bây giờ thì không mấy chiếc xe Merc thể thao AMG có cái vô lăng đẹp như thế này đâu. Và ở phía sau vô lăng vẫn là những cái màn hình rất là quen thuộc thôi. Chúng ta có hai màn hình khá là to ở chính giữa. Màn hình phía sau vô lăng thì hiển thị tất cả những cái thông số về đồng hồ, tốc độ các thứ. Và những cái thông số như thế này thì các bạn có thể đổi qua các cái kiểu khác nhau. Ở chính giữa đây thì chúng ta sẽ có cái màn hình hiển thị thông tin ở đây. Và với cái màn hình này thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh theo nhiều cái chế độ khác nhau nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ tùy chỉnh cho các bạn vào Dynamic Select này. Đây là cái hệ thống treo. Đây này. Ở đây chúng ta còn có thể kiểm soát được cả cái phần bánh xe, cái trục bánh xe ấy, khi mà chúng ta cần quay đi vào góc hẹp các thứ ấy. Dynamic Data này. Đây, chúng ta sẽ có một cái đồng hồ hiển thị như thế này để các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đang kiểm soát một cái chiếc xe với chế độ Sport Plus. Đây là Individual màu tím này. Và đây là Slippery, là chúng ta đi đường tuyết, đi đường trơn trượt. Đấy. Và với Merc 2020 ấy, thì sẽ có một cái gói gọi là gói đi off-road chuyên nghiệp. Merc thì đã rất nổi tiếng với cả cái hệ thống cầu, tức là chúng ta sẽ có khóa visai. Đây, khóa visai trước, visai trung tâm và visai sau ở đây. Thì bây giờ với cái sự hỗ trợ, cái gói hỗ trợ của cái hệ thống đi off-road chuyên nghiệp này trên Merc thì chúng ta sẽ có cái sự tinh chỉnh đặc biệt về cái hệ thống treo. Hệ thống treo sẽ giúp chiếc xe này đi nó vận hành nó hiệu quả, nó linh hoạt hơn. Có lẽ là chia sẻ nhiều rồi mà Merc các bạn cũng nhìn ngắm mãi rồi. Trên Merc thì nó cũng vẫn là những cái trang bị rất là sang trọng thôi, như là cái hệ thống loa Burmester này, rồi là cả cái ghế chỉnh điện nhiều hướng, rồi nhớ ba vị trí ở đây, sưởi ghế đấy, rồi những cái phần ốp carbon đấy, da đỏ rất là đẹp. Ôi, mời các bạn chúng ta hãy cùng lên chiếc Merc này để trải nghiệm tăng tốc thử gái đạp phát sẽ mọc sướng không? Anh em mình thử Merc tí nào. Thực ra Merc tôi chạy nhiều rồi, nhưng mà thử Merc 2020 xem là nó có cái gì khác không? Đấy, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta cài dây an toàn nó là tự siết dây. Đấy nha. Camera sau nha, camera 360 độ các thứ có hết nha. Đấy, các bạn thấy không? Đây là hệ thống quét để hỗ trợ đỗ xe này. Đây là cái hệ thống để chúng ta đo khi mà chúng ta móc cái trailer ở phía sau. Rồi, bây giờ chị sẽ lùi thử cái nào. Chạy Merc lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được cái uy lực từ cái ống xả nó thổi ra ấy. Nó cũng bù 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 bù. Nghe rất là sướng. Còn khi chúng ta chuyển về chế độ Individual nhé, Comfort nhé, Sport này, Sport Plus này. Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái là Sport Plus này. Úi dồi ôi, các bạn có thấy gì không? Các bạn đã thấy gì chưa? Thôi, chuyển về Comfort, đi êm ái thôi để trải nghiệm hệ thống treo mới của Merc. Thực tế ra khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm sâu hơn với Merc
khi đi trên đường trường ấy thì các bạn sẽ thấy rằng cái hệ thống cách âm của MG nó không phải là một cái hệ thống cách âm tốt. Chúng ta vẫn sẽ nghe thấy những cái tiếng gió ở hai bên cửa. Khi mà trên đường trường ấy thì các bạn sẽ lại wow, tại sao lại có một chiếc xe gầm cao mà chạy nó lại thể thao đến thế, đạp phát nào là nó lại dính phát đấy. Mà cái cảm giác thể thao của MG ấy nó rất là đặc biệt. Nặng nề thì có nặng, nhưng cái sự gia tốc của khối động cơ này thì nó lại cho bất kỳ ai ngồi ở vị trí nào trên xe cũng sẽ cảm giác bị hự một cái, dính lưng luôn. Ôi, quý vị các bạn thấy sao về chiếc MG này thì hãy để lại những comment của mình ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Autoily để chúng ta cùng nhau chia sẻ thảo luận nhiều hơn về những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại.